chào tất cả các bạn. Singapore là một quốc gia đi đầu tại châu Á trong việc ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin vào tất cả các ngành và lĩnh vực. Chính vì vậy mà công nghệ thông tin đang là một ngành mũi nhọn được rất nhiều trường trong nước và quốc tế tập trung đào tạo. Và tại Singapore thì một trong những trường đào tạo chất lượng về ngành công nghệ thông tin thì chúng ta không thể không kể đến Học viện MDIS Singapore. Và để tìm hiểu về ngành an ninh máy tính, một ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong chủ đề của chuyên mục giải đáp dục Singapore ngày hôm nay, thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào giải đáp thư của những bạn học sinh sinh viên gửi tới cho chuyên mục tuần qua các bạn nhé. Đầu tiên là thư của bạn Tú Trinh ở Đồng Nai. Hiện nay bạn đang là học sinh cuối cấp của trường Trung học Phổ thông Thống Nhất B Đồng Nai. Trong thư thì bạn có viết như sau. Xin chào chuyên mục. Em tuy là một học sinh nữ, nhưng em rất đam mê lĩnh vực máy tính. Dự định sắp tới của em là sau khi học xong cấp 3, em sẽ lựa chọn Singapore để du học với niềm đam mê của mình. Vậy thì anh chị có thể tư vấn cho em biết là em nên theo học chuyên ngành nào thích hợp tại Singapore và cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường có lớn hay không? Vâng, và chuyên mục giải đáp du học Singapore ngày hôm nay xin trả lời thư của bạn Tú Trinh như sau. Sự bùng nổ của Internet khiến cho các mối đe dọa trên thế giới ảo ngày càng gia tăng. Vì thế mà ngành an ninh mạng ra đời nhằm ngăn chặn tất cả các sự cố mạng độc hại ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng thông tin. Ngày nay thì tội phạm công nghệ cao có thể nhắm vào các tổ chức tài chính, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, cơ quan chính phủ, tổ chức quân sự trên toàn cầu. Họ có thể gây ra thiệt hại đáng kể thông qua gián đoạn dịch vụ, trộm cắp tài sản trí tuệ, virus mạng, khai thác dữ liệu, gửi thư rác, trộm cắp tài chính và đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Các chuyên gia an ninh mạng có nhiệm vụ xác định bảo vệ và giải quyết các vấn đề phức tạp. Và để giữ an toàn thông tin với mục đích cuối cùng là doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động như bình thường. Vì vậy mà vai trò và tầm quan trọng của họ được đánh giá rất cao nhé bạn Tú Trinh. Và câu hỏi thứ hai cũng là một lá thư được gửi từ Đồng Nai là của bạn Hoài An Xuân Lộc Đồng Nai như sau. Em là một teen boy rất cuồng máy tính và mạng. Hiện nay thì gia đình chuẩn bị cho em đi du học Singapore. Em cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt cho em phát triển niềm đam mê và sở thích của mình, nên em rất hào hứng. Qua tìm hiểu thì em biết được rằng trường MDIS Singapore có đào tạo chuyên ngành mà em thích, nên em quyết định sẽ nộp đơn apply vào trường này để học ngành an ninh máy tính. Vậy thì cho em hỏi là điều kiện để nhập học cho chuyên ngành này ra sao? Và chương trình học sẽ như thế nào vậy? Và chuyên mục giải đáp ngày hôm nay sẽ giải đáp thư của bạn Hoài An như sau. Em là một teen boy rất đam mê về máy tính, thì sự lựa chọn của em là quyết định theo đuổi ước mơ của mình tại ngôi trường MDIS Singapore là hoàn toàn thích hợp nhé. Với cơ sở vật chất hiện tại thì MDIS đầu tư trang thiết bị tốt nhất nhằm hỗ trợ học tập hiệu quả cho sinh viên khi học ngành an ninh máy tính tại MDIS. Khi học tại đây thì bạn sẽ được cung cấp một nền tảng giáo dục tổng quát về lý thuyết và thực hành, các kỹ thuật và công nghệ máy tính. Sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân an ninh máy tính thì bạn sẽ được trường Đại học Northumbria của Anh quốc cấp bằng. Và với tấm bằng này thì cơ hội việc làm trong tương lai của bạn là sẽ vô cùng rộng mở nữa đó. Còn về thời gian học đối với chương trình cử nhân an ninh máy tính thì sẽ kéo dài là 16 tháng với mức học phí là 23.540 đô la Singapore. Và yêu cầu để học chương trình cử nhân ngành an ninh máy tính là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bắt đầu học từ bậc cao đẳng. Tiếng Anh yêu cầu là TOEFL 550 hoặc IELTS là 6.0 hoặc hoàn thành chứng chỉ PCIE tại MDIS. Vâng, qua câu hỏi của bạn Hoài An vừa rồi thì chắc hẳn sẽ có khá nhiều bạn đang băn khoăn cũng như là quan tâm đến chương trình học an ninh máy tính có chuyển tiếp sang trường Đại học Northumbria của Anh quốc do chính trường Northumbria cấp bằng. Vậy thì chuyên mục sẽ chia sẻ thêm thông tin bổ ích về ngôi trường danh tiếng này cho các bạn nắm rõ nữa nhé. Đại học Northumbria thuộc vùng Newcastle upon Tyne là môi trường học tập đa văn hóa ngày càng mở rộng với các mối liên kết chặt chẽ với các tổ chức đào tạo bậc cao. Các ngành kinh tế và thương mại trên toàn lãnh thổ của Anh quốc, châu Âu và thế giới nổi tiếng với chất lượng đào tạo cũng như là sự chuẩn bị cho sinh viên trong việc bắt đầu làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Northumbria cũng cung cấp các cơ hội nghiên cứu mang tính thực hành chuyên nghiệp. Đại học Northumbria đã có mặt tại Singapore trong nhiều năm và được đánh giá cao. Vâng, thì vài phút vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giải đáp du học Singapore ngày hôm nay. Thì với chủ đề là lựa chọn ngành an ninh máy tính khi du học Singapore trường MDIS.
Hy vọng là những thông tin vừa rồi thì các bạn sẽ nắm chắc trong tay tương lai thành công trên con đường du học ngành máy tính của mình các bạn nhé. Mọi thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ, cách chọn trường, chọn ngành khi du học Singapore như thế nào thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Singapore tại Việt Nam theo địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định Quận Nhất. Số điện thoại để các bạn có thể được tư vấn trực tiếp là 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.